Khởi động xe đi. Necromancer trên khắp thành phố đang bị mất dấu rất nhiều. Không thấy ai hết. Bọn họ hoặc đã bị chặn, hoặc là họ đã chết. Là Finnegan. Mất dấu luôn à? Vậy là cuối cùng bà ta cũng hành động rồi. Ôi thần linh ơi, ma. Này, có rất nhiều ma ở khắp mọi nơi. Đỗ lại đi, cho tôi ghi điểm một chút. Không, tôi không dừng xe lại nữa đâu. Cậu chỉ vì cái trò chơi vớ vẩn ấy thôi à? Bỏ phân ra khỏi não đi. Bỏ phân ra khỏi não đi. Bỏ phân ra khỏi não đi. Ô chết. Thực thể không xác định. Ồ, chết tiệt. Cậu bị làm sao thế? Trời, anh là cái gì thế? Anh có bóng hình biến thái rất kỳ lạ trên người. Thực thể không xác định. Ồ, này, anh không phải là ma đấy chứ? Ai sẽ cho tôi biết nếu anh là ma, đúng không? Tôi sẽ sửa cho cậu thành ma rồi đấy, cái đồ khốn kiếp. Tôi sẽ đưa thì đấm xe đấy, Raki. Cậu bị làm sao thế hả? Cậu làm cho tôi thấy sợ đấy. Cậu đang làm gì thế hả? Cậu đang làm gì thế hả? Chạm đúp để chơi, tôi chỉ thử một tí thôi mà. Raki, cậu phải thôi cái trò ấy ngay đi, có được không? Không xác định, không xác định, không xác định, không xác định. Cái gì vậy? Tín hiệu không nằm trong danh sách. Đó là thứ gì vậy? Ồ, không thể, không thể nào. Ồ, chết. Mẹ ơi, có chuyện gì với anh vậy? Tôi đã làm gì với tôi? Tôi chỉ bấm linh tinh trên điện thoại thôi. Và cái gì đó ảnh hưởng đến tâm thần à? Cái quái gì? Chuyện gì thế này? Howie, anh bị chảy máu tai kìa. Không phải thứ tốt đẹp cho anh đâu. Phải đưa anh tới bệnh viện thôi. Howie, anh bị làm sao thế? Tôi đang cố giúp anh thôi. Ồ, chắc là đùa tôi. Kéo, xé, giết, ăn. Tôi cũng nhìn thấy cái này chứ? Có, tôi cũng nhìn thấy. Lùi lại, lùi lại. Không, 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 đừng làm thế. Chết, là lỗi của tôi.
là nó. Này, 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 Howard, cố lên, cố lên, Howard, Howie, Howie. Xem này. Ồ, đó là công nghệ cũ à? Chắc chắn là nó rồi. Thứ đó ở trong người anh ta lâu hơn thời gian còn sống đấy. Đúng rồi. Bỏ cái mới vào đi. Ôi, chết tiệt. Đau đấy. Ông vừa bỏ cái gì vào người tôi thế? Chuyện gì đang diễn ra thế hả? Hả? Các người là ai? Tên tôi là Luther. Đây là hai đứa con gái của tôi, là Toko và Molly. Với câu hỏi trước của cậu, cái đó được gọi là Scrambler, một phiên bản mới. Với cái đó đã yên vị trong đầu cậu, hy vọng họ không tìm được cậu. Sao? Anh có những người bạn dị quá. Đau. Cô làm gì thế? Ngồi đi. Không, tôi không muốn ngồi. Ngồi xuống đi. Howard, cậu là một necroman. Cậu là một thợ săn quỷ như chúng tôi. Sao cơ? Cậu là một trong những thành viên cuối cùng còn tồn tại của dòng máu mạnh mẽ nhất mà chúng ta đã từng biết. Cậu biết không, ngày đó mẹ cậu và bố cậu... Chờ đã, từ từ, chờ đã. Vậy ông biết bố mẹ tôi, bố mẹ thật của tôi. Tôi biết bố mẹ cậu. Henry và Finnegan. Mẹ cậu, bà ấy đến từ một trong những dòng tộc Necroman vĩ đại nhất châu Âu. Dòng tộc rất mạnh mẽ, và bà ấy có thể thực hiện trừ tà bằng tay không. Cùng với bố cậu, bà ấy đã giết hàng nghìn con quỷ, và họ là những người đầu tiên phát hiện hoạt động quỷ online. Những con khốn nạn hoạt động thông qua web giống như virus vậy, tàn phá linh hồn nhanh hơn tất cả. Nhưng Henry và Finnegan đã nghĩ ra cách phá hủy linh hồn của chúng trong Internet. Bằng cách đó, ta có thể theo dấu và tiêu diệt bọn lợn nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng Finnegan đã dành quá nhiều thời gian online. Và ác quỷ đã bắt được bà ấy. Phá hủy bà ấy hoàn toàn. Bà ấy trở thành một kẻ ăn linh hồn, ăn chính người của mình, như một kẻ đam mê địa ngục. Mỗi một linh hồn mà bà ấy ăn sẽ giúp bà ấy tiến gần hơn đến bất tử và sức mạnh vô hạn. Thậm chí bà ấy đã từng đuổi theo cậu. Nhưng bố cậu đã đến trước. Ông ấy đã mang cậu đi. Ông ấy đã cố gắng để giấu cậu ở nơi mà bà ấy sẽ không bao giờ tìm được cậu. Và lúc mà chúng tôi tìm được ông ấy, thì ông ấy đã chết. Bị giết bởi ma. Chúng tôi cho rằng cậu cũng đã chết. Còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy vẫn còn sống. Mẹ của cậu chính là người đã đưa tên dìu điên đó đến để chặt đầu cậu. Bà đã giết hết tất cả Necroman trong thành phố. Lấy đầu của họ. Tất cả mọi người, không sót một ai mà chúng tôi biết, đã chết. Và bố cậu đã tạo ra thứ này. Tôi tin là Henry đã đặt thứ này vào người cậu để giữ cho cậu an toàn. Nhưng hôm nay, cậu đã trở về nhà, Howard. Cậu đã về nhà. Đúng ngày bà ấy trở lại và giết tất cả những người có thể là Necroman trong thành phố, trừ chúng tôi và cậu. Cậu ở đây. Là có lý do, Howard. What the fuck?
Anh đang làm cái khỉ gì đấy? Tôi chỉ cập nhật trạng thái của mình thôi. Đừng có bảo tôi là anh cũng chơi trò này đấy. Tôi không có. Cậu có? Có, tôi có nhưng... Thằng khốn nạn. Đây là điện thoại của tôi mà. Chúng vào đây rồi. Chúng ta phải ra khỏi đây. Ngay. Đừng, Rangi. 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 Cái quái gì đấy? Cô ta ra khỏi đây. Bố sẽ giữ chân bọn chúng. Không có đâu. Đi, nhanh. Đứng dậy. Đứng dậy. Đi thôi, hỏng quốc. Chúng ta phải đi. Chào Luther. Finnegan, lâu lắm rồi không gặp. Nó ở đâu? Ồ, nó sẽ tìm cô thôi. Tốt. Này, lôi thở. Chúc mừng Giáng sinh. Hey! Này. Vào đi. Họ chết rồi, Howard. Nhanh nào, ta phải đi thôi. Hey! Này, lên xe đi. Howard, lên xe. Ngay. Chết. Hào quá. Dừng lại. Này, anh bạn. Có vẻ tôi nghĩ giờ tôi là một con ma rồi. Thực ra thì cũng không tệ lắm. Tôi có thể dịch chuyển vào bóng tối và các thứ. Và tôi có thể kéo giãn mặt mình giống như Morpho ấy. Như này. Nhìn hơi tởm nhỉ. Rất tởm. Tôi đã đi lượn một vòng. Có các thứ giống như ma ở khắp mọi nơi. Nhưng họ có vẻ chậm chạp hay bị làm sao ấy. Nhưng tôi thì khác. Tôi nghĩ đó là bởi vì cậu đã làm gì đó với tôi. Thấy không? Dù tôi có đi đâu, nhưng tôi cũng bị kéo trở lại chỗ cậu. Vậy là sao? Tôi không biết. Anh không sao chứ, anh Nó? Cậu bạn đã chết của tôi vừa bay xuống trần nhà và kéo cái mặt ra. Không, tôi không ổn. Anh có thấy nó không? Hả? Thấy gì?
Anh bạn, hắn ta không thấy được gì đâu. Tôi là một con ma. Này, các cô y tá nóng bỏng đâu hết rồi? Tên này giống như bị ai đó giật mất lông chân ấy. Anh không nghe thấy à? Nghe gì cơ? Chuyện về mấy cái lông ấy. Tôi sẽ gọi bác sĩ. Nhìn này. Đó là cái gì vậy? Đây là ảo giác. Do quá căng thẳng thôi. Giờ tôi là ảo giác luôn à? Đúng, còn luôn là ảo giác. Ảo giác có làm được thế này không? Không, không. Sao? Giờ họ sẽ nghĩ là tôi đã làm thế. Thì sao? Cậu có thể làm ơn đi và ám ảnh người khác có được không? Tôi không được khỏe lắm. Cậu nghĩ tôi thấy thế nào? Tôi chết rồi. Và tôi sẽ phải đi theo cái sự nhàm chán của cậu. Tôi còn không có cả điện thoại. Chính là cái điện thoại ngu ngốc của cậu đã đưa chúng ta vào cái rắc rối này. Tôi đang làm cái quỷ gì đây? Tôi đã cãi nhau với một thứ tưởng tượng của mình. Này, anh gọi ai là thứ tưởng tượng đấy? Có cái gì đó đang đến. Howard North, bằng lái để đăng ký ở Plumpton. Nơi đó thật là ngu ngốc. Cô đã nói với tôi, cô có chắc cô là bác sĩ của tôi không đấy? Anh đang dùng thuốc chống loạn thần. Mấy viên thuốc điên khủng. Anh đã dùng thế này bao lâu rồi? Từ khi tôi còn nhỏ. Vì sao? Tôi có xu hướng đưa người khác vào bệnh viện. Và thỉnh thoảng tôi thấy mấy cái thứ không tồn tại. Ai mà là nó không tồn tại? Cậu nhìn giống hệt cha cậu. Giống như là cậu hiểu bản chất của tôi vậy. Thật là thú vị. Cậu trở nên trắng bệch như một con ma vậy. Bản chất của cậu thế nào? Bà là mẹ tôi. Rất vui gặp con trai, cùng một kẻ đã giết tất cả những người đó và hấp thụ linh hồn của họ. Rồi bảo rơi tôi khi tôi còn nhỏ và giết bố tôi à? Chính là bà mẹ đấy à? Ông coi nào, có, đúng là mẹ đã làm vài thứ đó. Nhưng đó là thời gian đen tối. Nhưng mẹ sẽ nói với con một điều. Mẹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Có phải bà đã cho ai đó ra để chặt đầu tôi với cái rìu không? Được rồi, mẹ thừa nhận điều đó. Nhưng lúc đó mẹ không biết đó là con. Con nghĩ mẹ là loại quỷ gì chứ? Đừng, đừng. Loại mà sẽ không giúp con đấy hả? Sao bà biết? Làm sao bà biết được? Bà làm kẻ giết người tâm thần. Con đã nói chuyện với nhầm người. Mấy tên necromancer toàn là nhảm nhí. Ồ, vâng, tôi nghĩ bà hoàn toàn là nhảm nhí. Nắm lấy tay mẹ. Làm đi. Đi nào. Con có cảm thấy không? Cái đó mạnh mẽ hơn cái mà con có thể tưởng tượng được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và cái đó còn chưa cả bằng phần nổi của tảng băng chìm. Howard,
Mẹ là mẹ của con. Và mẹ đã rất nhớ con. Và mẹ yêu con rất nhiều. Và cái mà mẹ đang đề nghị còn hay hơn rất nhiều. Có một cái scrambler ở sau gáy của con. Mẹ muốn con cầm lấy cái cáp và cắm nó vào. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Sau đó nỗi đau sẽ biến mất và mọi thứ trở thành đào và kem và vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ mãi mãi. Có một linh hồn ở trong cái hộp đó à? Đừng có mà nhảm nhí, hò hốc. Cầm cái cáp vào. Anh hoặc đi với chúng tôi, hoặc anh đi với bà ấy. Tôi sẽ đi với cô. Tất cả những thứ này thực sự diễn ra đúng không? Phải, cái này thực sự diễn ra. Mẹ tôi vừa mới ép tôi ăn một linh hồn thông qua cái lỗ ở phía sau gáy của tôi. Thật à? Ồ, tôi rất vui khi bà ấy đã không làm được. Nếu bà ấy mà làm thế thì chúng tôi sẽ phải ép anh ăn một viên đạn thông qua cái lỗ ở phía trước đầu anh. Tôi đã thấy rất nhiều người chết. Đừng lo, anh sẽ phải quen với mấy thứ biến thái đó thôi. Chúng ta có an toàn đây không? Có, đừng lo, nó là một nơi an toàn. Chúng tôi đặt scrambler ở khắp mọi nơi. Sao? Không thể nào, ở đâu? Molly, nó ở đâu? Nó kia kìa. Ở kia kìa, từ từ. Này, 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 dừng, anh đang làm gì đấy? Đó là bạn tôi, đó là bạn của tôi. Bình tĩnh, tôi đến trong hòa bình, đừng bán tôi. Tuyệt, lần này anh có mang điện thoại không đấy? Đầu đất, không, tốt. Ồ, có phải như Howard đây tạo cho mình một con Gret này? Tôi là Gret à? Tôi tưởng mình là ma chứ. Khác nhau như thế nào? Anh giống ma ở cái hóc môn nam. Cái là gì thế? Đó là lý do ta ở đây, đi thôi. Họ bị các bóng ma hút vào Necropod và tất cả năng lượng đó đang đổ về mạng thẳng về tay của người mà anh biết là ai rồi đấy. Ai? Mẹ của anh, Finnegan. Anh nghĩ là ai? Làm thế quái nào mà tôi biết được? Được thôi. Xem cái này đi. Đây là bản đồ thành phố. Các Necropod đang tạo thành một cái pentagram. Pentagram là một biểu tượng triệu hồi. Ồ, xin lỗi, do thói quen thôi. Thôi nào, được thôi, đeo cái này lên. Được rồi, thẳng phía trước, ở chân tòa nhà đó, ngay giữa bức tường. Anh thấy không? À, Necropod, vâng. Cái này, chúng tôi sẽ lấy cái Necropod đó, mở nó ra, xem bên trong là gì. Có muốn đi cùng không? Không phải là câu trả lời. Làm ơn cho tôi một phút. Chúng ta không có một phút. Chàng đẹp trai, nghe này. Không, cô nghe đây. Cô, nghe đây. Tôi vừa mới biết tôi là một phần của câu lạc bộ siêu anh hùng chống quỷ dữ nhỏ bé, kỳ quái. Và rằng mẹ tôi đã giết bố tôi và rất là nhiều người khác và ăn linh hồn của họ. Và bởi vì tôi đã dành cả đời lớn lên trong một gia đình nuôi ngu ngốc, cứ nghĩ rằng mình là Oliver Twist, nhưng hóa ra tôi lại là một Merlin, một phù thủy. Ác quỷ thì đang cố giết tôi thông qua điện thoại, với cả cái rìu.
Hôm nay có người đã cố hút linh hồn của tôi thẳng ngay qua mặt của tôi. Và bây giờ cô bảo tôi giúp ăn trộm một thứ khỏi bức tường được bảo vệ. Bởi thứ có thể là cái thứ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Này, xin lỗi. Nếu tôi cần chút thời gian thì cho tôi vài phút đi. Ồ, các cô nên cho anh ta vài phút. Chắc rồi. Tôi sẽ cho anh vài phút. Sao tôi lại không cho anh vài cái phút mà bố tôi đã phải bỏ cả mạng để cứu anh cơ chứ? Thor, bình tĩnh. Chạy trốn không phải là cách đâu. Không phải cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bà sẽ tìm thấy chúng ta và bà sẽ giết chúng ta. Hogwarts, bố tôi đã nói là anh ở đây là có lý do. Cho tôi một ngày để tôi huấn luyện anh, xem anh sẽ làm được gì. Dù sao thì anh cũng có gì tốt hơn để làm không? Thôi nào. Một trụ sở riêng của bình này. Đây là khu giết chóc, kiểu như một lò mổ cho quỷ ấy. Đừng sợ Hogwarts, đây là khu an toàn. Gặp gỡ đối tác mới của anh đi. Hôm nay tôi đã thấy anh đẩy một con quỷ vào đường cát bên đường bằng tay không của mình, nên tôi cá là anh có chút kỹ năng đấy. Kiểu như là đấm nó à? Kiểu như không, không phải dùng tay học hết. Giống như thế. Vâng. Vậy à? Tôi không biết phải làm gì. Anh phải nghiêm túc lên. Tôi có mà, chỉ là tôi không thể. Tôi ị ra quần mất. Thử với cái nhỏ hơn đi. Nhắm mắt lại, cứ thả lỏng, từ từ và ổn định. Anh cảm thấy nó không? Có, tôi cảm thấy nó. Đúng rồi. Kiểu như vậy đấy. Đúng rồi. Mở mắt ra đi. Đập cái túi đi. Kings.
Tôi sẽ làm cho cô gái khác. Đây là Necroporter. Anh đẩy linh hồn của quỷ vào đây và triệu hồi nó lên như một con quỷ trong đời thực vậy, thông qua cái chất lỏng sền sệt đó, kiểu như một cái máy in quỷ 3D đấy nhỉ, kiểu như vậy. Và dù có làm gì thì cũng đừng có để cho lửa đến gần cái thứ đó. Tại sao? Nó sẽ bùm một phát. Ồ, giáp chiến siêu anh hùng. Bệnh hoạn thật. Đây là bộ đồ chống chiếm giữ. Bất cứ khi nào vào Pentagram với ác quỷ ở đó thì anh phải mặc cái này. Nếu không thì từ đó sẽ cố gắng và nhảy thẳng vào đầu của anh. Và nếu nó vào sâu quá thì chúng tôi phải, anh biết rồi đấy, giết anh. Tuyệt. Có một con quỷ ở bên trong mỗi thứ này. Chúng tôi gọi nó là hộp bẫy. Chúng ta đẩy con quỷ ra khỏi người vật chủ và phong ấn chúng vào trong đó. Cái này là một con khốn chết tiệt. Và việc anh sẽ làm là đẩy con quỷ ra khỏi hộp bẫy thông qua những sợi cáp này sống xuống dưới Porter. Và khi anh thấy cái đó sáng lên như cây thông Noel thì anh triệu hồi nó lên. Chỉ cần triệu hồi nó lên, chỉ cần vậy thôi à? Phải. Anh sẽ biết phải làm gì. Được thôi, được, cứ tin tôi. Và sau đó ta làm gì? Sau đó Bessie già nua sẽ là phần còn lại. Ai là Bessie già nua? Cái này là Bessie già nua. Bất cứ khi nào anh sẵn sàng. Vậy là tôi chỉ cần đẩy cái này xuống dưới cổng và sau đó nó đèn Noel, sau đó triệu hồi. Vậy thôi nhỉ. Được rồi, chàng đẹp trai, sau đó chúng tôi sẽ lo. Đau. Ôi chúa ơi. Này, thở đi. Cứ thả lỏng, để nó diễn ra tự nhiên. Được, được rồi. Được rồi. Mình làm được. Mình làm được mà. Quỷ số 786 mất tín hiệu, bọn khốn nạn. Này Lurch, chuẩn bị đồ của cậu sẵn sàng. Vâng, sếp. Được rồi, kế hoạch như thế này. Có một hệ thống đường hầm điện tử ở bên dưới thành phố, rồi đến thẳng từng port. Chúng ta sẽ làm súng plasma. Tôi có súng plasma không? Anh là ma, đầu đất. Anh cầm nó kiểu gì? Tôi không biết, tôi tưởng các cô sẽ có súng ma hoặc cái gì đó kiểu như vậy. Tôi đến đâu giờ nhỉ? Súng plasma. À phải, chúng ta sẽ làm chúng. Chúng ta sẽ đi xuyên qua đường hầm nhanh chóng, thông minh. Có một điểm truy cập cách khoảng 15 mét từ chỗ Necropod. Ngay đó Chopper sẽ ra đầu tiên. Nó sẽ xử lý con ma. Không phải tôi nên xử lý con ma à? Anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi có thể dẫn đường cho cuối trong cuộc săn ngỗng. Trong khi hai người làm việc của mình, săn ngỗng. Này, không có ai chơi săn ngỗng hết. Toco sẽ xử lý con ma và sau đó, ngay lập tức tôi cần cho nổ Temple. Từ từ đã.
Tamper là cái gì? Một quả bom EMP đánh sập tất cả điện thoại trong khu vực. Có nghĩa là bà mẹ yêu quý của anh sẽ không thể gửi bất kỳ con quỷ nào đến. Nó sẽ cầu cho ta ít thời gian. Hay, giờ tôi sẽ đi và lấy cái pod. Giờ chúng ta cùng nhảy lại đường hầm và chạy hết tốc lực. Có câu hỏi nào không? Có. Tôi làm gì? Anh làm nhiệm vụ bếp xếp. Cố gắng đừng có cản đường. Nhưng nếu như anh có thấy con ngỗng nào thì đuổi theo nó. Nó kia rồi. Được rồi. Đưa tham vật cho tôi. À, đây. Nó đã được kích hoạt. Khi cái này được bấm, thì nó chơi luôn. Vậy nên hãy tập trung. Giữ cái này. Đó là ngòi nổ. Đừng có bấm nút này cho đến khi tôi ra hiệu. Được. Xin lỗi. Ra hiệu như thế nào? Vâng. Anh ổn chứ? Tôi đang cầm ngòi nổ của EMP trong tay. Không, tôi không có ổn. Được rồi, anh muốn gì nào? Bảo hiểm nhân thọ nhé. Cái tôi muốn là cô tôn trọng tôi và nói với tôi mọi thứ sẽ ổn. Đó là cái tôi sẽ cần. Mọi thứ sẽ ổn. Siêu ổn chứ? Siêu ổn. Này, anh chàng duyên dáng, chúng ta chỉ có một phút, chúng ta chỉ có một phát thôi, nên đừng có mà phá hoại. Được, gặp lại anh sau khi xong việc nhé. Đừng có trượt đấy, quỷ cái. Cứ cho là thế đi. Anh nghe họ rồi đấy. Đừng có mà phá hoại. Cảm ơn. Ôi, kinh! Cậu đã làm cái khỉ gì thế? Ôi, chết! Xin lỗi! Hảo quất chết tiệt! Đi! Nhanh! Bắn chúng chưa? Yellow. Gaggy. 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 Này. Gaggy. Gaggy. Anh có đúng một việc. Tôi đã làm rồi.
Chết. Chạy. Howard, mẹ thực sự không thích con chạy loanh quanh với mấy cô gái thế này đâu, Howard. Chúng không phù hợp. Mẹ có thể thấy có con ma thú cưng của riêng mình rồi. Giỏi đấy. Mẹ sẽ cho con một cơ hội cuối cùng và sau đó sẽ không có nữa đâu, quý ông, quý bà. Nghĩ đi, Howard. Nghĩ đi. Chết đi, mẹ. Mẹ chết đi. Đây là điều tốt nhất tôi nghĩ được rồi. Ôi, chết tiệt. Nhìn bà ta đã làm gì với mặt tôi này. Chó con vẫn là chó con. Đi nào, đi nào. Không tìm thấy Pot. Không tìm thấy Pot. Đang cài đặt Necropot mới. Đang cài đặt Necropot mới. Pot đã được thay thế. Nhìn tôi thế nào? Tốt, rất tốt. Tốt hơn rồi chứ? Ờ, tốt hơn nhiều rồi đấy. Đó là... Đó là một cái đầu. Ông ta là ai thế? Đó là chú David của tôi. Có biết người này hả? Biết. Đó là chú Dave của tôi. Sao đầu ông ấy lại ở trong đó? Bật nó lên đi. À, cũng chắc là bật nó lên. David, nghe thấy cháu không? Molly, là cháu hả? Vâng, 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 là cháu. Con quỷ nhỏ. Còn điếm, phù thủy, thô tục. Ở chúa ơi, chú xin lỗi. Molly, chú khen chú nói những thứ đó. Hãy nghĩ về những thứ. Chết đi. Hôn mông tao đi. Ăn phân tao đi. Ôi chết, chú không thể kiểm soát được bản thân mình. Đồ cứt gà, hôn chân tao đi. Ông ấy nhắc tôi nhớ đến chú của mình. David, làm sao Finnegan lại làm những thứ này với chú? Cho chúng ta ăn linh hồn người chết. Biến chúng ta. Cô ta cho chúng ta ăn chúng. Cung cấp năng lượng cho chúng ta.
năng lượng bẩn. Chúng ta, ý chú là sao? Chúng ta có những người khác giống như chú à? Tất cả chúng ta, ngậm mồm vào, đồ chó cái, tất cả chúng ta. Chú nói là mọi necropod có đầu của necroman trong đấy à? Đúng. Sao bà ta lại làm thế? Cô ta sử dụng chúng ta, chết đi, còn khốn, bọn khốn, chúng mày. Sử dụng sức mạnh hỗn hợp của chúng ta để triệu hồi hàng triệu linh hồn con người vào trong mạng. Bằng cách nào? Thông qua trò chơi. Bà ta sẽ làm gì với hàng triệu linh hồn đó, chú Dave? Ăn chúng. Với từng đó năng lượng, cô ta có thể chiếm giữ toàn bộ Internet. Ồ, cô ta đã truy cập được tới mọi linh hồn trên trái đất. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Không nhiều đâu. Chắc phải nhanh lên. Molly. Cho chú tự do đi, Molly. Giúp chú tự do. Xin cháu. Tiếp đến là đầu của bọn mày, bọn khốn nạn. Molly. Molly. Chúng ta cần phải truy cập được vào hệ thống an ninh của bà ta. Kế hoạch là gì? Chị sẽ tự mình nhảy vào. Chị sẽ nhảy vào bên trong mạng. Pentagram đã hoàn thành 85%. Anh có nghe thấy không, Luther? Pentagram của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Anh có biết nó nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là tôi sẽ hấp thụ linh hồn của họ. Tôi sẽ trẻ đẹp mãi mãi. Và anh sẽ là cái đầu trong cái hộp. Chạm nút để bắt. Ôi kinh. Ồ, tôi tưởng Molly sẽ vào chứ. Này, em đang làm gì thế? Mang em ra nhé. Cái gì? Không! Nó đã vào trong mạng. Tôi sẽ đưa nó ra. Từ từ đã. Từ từ. Nếu cô ấy đã vào rồi, thì có lẽ ta nên cho cô ấy một cơ hội. Nó đang làm được. Nó vào được rồi. An ninh bị phá. Gần được rồi. Chết.
tránh ra, tránh ra, tránh ra. Để bà ta quay lại đi. Làm như thế nào? Làm thử đi. Nhanh lên. Được rồi, làm ơn. Cố lên. Anh đã làm gì? Đã xảy ra vào đầu cô ấy. Này, Howie, chúng ta phải ra khỏi đây. Có lẽ tôi đã tự lừa dối mình. Cái đó sẽ không có gì tốt cho bất cứ ai. Đáng ra phải ngăn con bé lại. Hãy đưa nó ra ngay từ đầu. Là tôi đã đẩy quá mạnh, tôi đã làm hỏng việc. Không, như vậy là không công bằng. Về cơ bản là tôi ép anh làm thế. Là lỗi của tôi. Giờ nó chết rồi. Giờ họ chết hết rồi. Tôi đã có thể cứu cô ấy. Tôi đã ở rất gần rồi. Nhưng tôi đã hoảng sợ. Tôi đẩy cô ấy mạnh hết mức có thể. Bởi vì lúc đó tôi thấy vị của cô ấy. Tôi thấy vị linh hồn của cô ấy. Và vị của nó rất ngon. Linh hồn em gái tôi có vị ngon với anh sao? Không. Ý tôi không phải vậy. Không. Không, tôi không. Linh hồn em gái tôi là vị ngon với anh. Molly, làm ơn. Ý tôi không phải vậy. Và sau đó, đầu của nó nổ tung. Biết gì không? Tôi không biết anh là ai. Howard, no. Anh xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Và giờ thì mọi người chết. Tất cả những gì tôi biết về anh lại có liên quan tới điên rồ, vặn vẹo, điên cuồng. Tôi không biết 20 năm qua anh ở đâu. Làm sao tôi biết anh không làm việc cho bà ta? Mẹ nào con ấy? Đồ ăn linh hồn bẩn thỉu. Có lẽ tôi nên bắn vỡ sọ anh. Có lẽ tôi nên. Đúng rồi. Làm đi. Cô hoặc là tin tôi hoặc không. Này, chào. Em gái cô muốn tôi nói với cô là đừng có xen gì như hai con chó nữa và đưa cô ấy ra khỏi cái hộp. Cô ấy nói thế đấy. Anh ta nói đúng. Con bé ở trong đó và cô ấy đang tức giận. Làm sao ta đưa cô ấy ra khỏi đó được? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy cái như thế này.
Nhất định phải có cách để đưa cô ấy ra. Tôi không biết. Cô, sao ta không dùng cái máy in 3D? Đã có ai từng thử làm việc này trước đây chưa? Chưa. Chưa lần nào với linh hồn con người. Cảm giác thế nào? Khá là sợ. Việc upload kết thúc chưa? Chưa. Tất cả dữ liệu đã bị hỏng. Không sao, em đã nhớ toàn bộ hệ thống của bà ta rồi. Tất cả mọi thứ. Toàn bộ trong đó. Tất cả ở đây. Đốt nó đi. Cảm ơn vì đã kéo lại từ cõi chết đấy à? Ồ, không có gì, Toko. Kinh! Kinh thật! Tin tốt là... em có kế hoạch. Nó kia kìa, đi thôi. Ô
nghĩ là cô làm được. Thế này có được không? Tôi sẽ đi vào và giúp ta đến máy chủ và cô giữ mấy cái thứ khốn nạn này tránh xa ra, được không? Trời, hãy cẩn thận. Được. Ba, hai, một. Pentagram hoàn thành 100%. Disco. Cô không sao chứ? Vâng. Bà ta đang giết hết mọi người.
Còn mẹ đã làm được. Còn mẹ đã cho nổ bản thân mình. Nó không có tác dụng. Còn mẹ đã cố chạy ra ngoài. Cô đang làm gì vậy? Molly, anh sẽ phải đẩy bà ta ra. Từ từ đã, đẩy bà ta ra khỏi cái gì? Tôi. Tôi tin anh. Molly, không! 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 Molly! Molly, không! Molly! 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 Xem ai là thằng nhóc hư đốn này. Mày có biết mẹ đã vất vả như thế nào để tạo ra những thứ này không? Và mày và con điếm của mày phá hoại tất cả của tao. Làm đi, đục lỗ trên cơ thể bạn gái của mày đi, xem mẹ có quan tâm không. Sao mày không ngoan ngoãn? Nằm dưới tảng đá, bố mẹ đã chôn mày đi. Mẹ sẽ mất rất nhiều năm để dọn dẹp những thứ như thế này. Và tôi biết cảm giác nó như thế nào. Đến đây và hôn mẹ một cái nào. Anh bạn, anh sẽ cần cả đống trị liệu sau chuyện này đấy. Đúng. Này, từ từ. Và ổn định. Được rồi. Cô không sao chứ? Thành công rồi chứ? Được, tôi nghĩ tôi tóm được bà ta rồi. Đi đưa con quỷ cái ra nào. Anh ổn với cái chúng ta sẽ làm chứ? Như là việc in 3D mẹ tôi và bắn bà ta với khẩu bazooka năng lượng plasma ấy. Có, tôi ổn. Cút đi. À, ý tôi là khi ta lôi bái lên khỏi đó, bái sẽ không còn nhìn giống mẹ anh đâu. Linh hồn bái đã bị phá hủy rồi, anh hiểu chứ? Đó trông sẽ không hay đâu.
Molly. Molly. Anh đã mang tôi quay lại. Phải, dĩ nhiên là tôi làm thế rồi. Cảm ơn. Đừng nói thế. Ồ, tôi có nhỡ mất cái gì không? Did I leave my car?